Hôm nay tụi Lan đến khách sạn Marina Hotel ở Hạ Long nha. Bữa nay tụi Lan đi tới Hạ Long rồi đây. Vô đang vô nhận phòng, Tối nay Yên Tử rất ngon, rất đẹp. Bye bye, đẹp. Chào Yên Tử nha. Dạ, đẹp từ chào cả nhà. Những món ăn sao, trong bye bữa trưa. Bữa trưa nay nhà mình học các hiện phường tại khai thác du lịch tại dẫn địa và phận nói chi tiết thành phố cho Hạ mình Long. Biết mình đi đó tới bên đâu, tay phải quý vị là đâu, ở phía ngoài đó là đảo Tuần Châu. Và cái con đường bên tay phải quý vị đây là cái con đường vượt biển đầu tiên của Việt Nam chúng ta xây dựng năm 1998. Đó, con đường bên tay phải đây ạ, là con đường nối từ đất liền ra ngoài đảo Tuần Châu. Đó. Thấy đường không anh? Đó, có đường xe đang đêm đó. Ở đảo Tuần Châu thì hiện tại đang khai thác những resort nghỉ dưỡng đó ở ngoài đó, còn ở trong này chúng ta là các khách sạn phục vụ khách du lịch. Nói thật với cô chú là ra ngoài đảo Tuần Châu thì kể ra cảnh nó cũng đẹp nhưng mà ở ngoài nó hơi buồn đó. Vâng, ở ngoài đảo Tuần Châu thì chỉ phù hợp cho các cặp đôi mà trang mật, dập mật hay vỡ mật thôi chứ ngoài nó hơi buồn. Đấy, của mình có mấy cặp đôi đi vỡ mặt với nhau đấy. Đấy, và đoàn mình á, đấy có mấy cái thanh niên trẻ đi vỡ mặt đấy thì là hợp ở ngoài hợp lý. Chứ nói thật với cô chú ngoài tối nó buồn lắm, chỉ làm bạn với muỗi thôi. Đó, vâng. Đó, còn lại thì chúng ta trong trung tâm khu du lịch. Đó, buổi tối mình có thể đi tham quan. Mình ở gần cái khu nhậu của dân Hạ Long luôn. Đấy, khu nhậu về đêm. Đó, nhậu về đêm luôn cả nhà nhá, không chỉ nhậu tối mà nhậu về đêm luôn. Rồi mấy anh cháu hỏi tao ra chơi khô máu nha. Yeah. Cô cũng cập nhật mấy cái từ nó hot ghê á. Ở Hạ Long thì tập đoàn Sun Group cũng thi công những công trình rất lớn. Xin thưa quý vị là người ta nói về Hạ Long thì bây giờ một trong tập đoàn lớn nhất đầu tư ở vịnh Hạ Long đó chính là tập đoàn Sun Group. Này. Sun Group đã mua toàn bộ đường bãi biển trong vòng 50 năm và khai thác du lịch tại thành phố Hạ Long. Trời đất, và mua toàn bộ đường bãi biển dẫn đến bây giờ là phố biển nhưng không có khách sạn view biển cả nhà nha. Đó, toàn bộ đường bãi biển thì đang xây dựng các khu villa ven biển. Đó, và dự kiến là trong năm 2024 thì các khu villa sẽ đưa vào hoạt động thì mới có khách sạn ven biển. Đó, còn hiện tại là các khách sạn chất là bão hòa bởi vì toàn bộ đường bờ biển đó đã được Sun Group mua lại trong vòng 50 năm. Ở bên tay phải quý vị đây là những cái tòa nhà nhiều màu sắc thì dân ở đây gọi là tòa nhà 7 màu. Thì ở đây là có 40 tòa như thế này. Đây là đều là các tòa của Sun Group xây dựng ạ. Bảy màu. Vâng ạ, đây là 40 tòa và ở phía trên là 80 tòa. Trời đất, như vâng. Là 120 tòa hả? Dạ vâng ạ, giống như nhau luôn. Đó. Dạ, khu này là khu giai đoạn 2 ạ, đang bán ạ, còn khu giai đoạn 1 thì đã kín hết rồi ạ. Họ sẽ bán các tòa này để thứ nhất là cho thuê để ở, cái thứ hai để làm khách sạn. Đó, cái thứ ba để kinh doanh du lịch. Đó, còn đây là lối dẫn vào trong trung tâm du lịch Hạ Long. Dạ, chủ tịch tập đoàn Sun Group là ông Lê Viết Lam. Ông này thì ông rất kín tiếng. Ông ấy trái ngược hoàn toàn với người bạn thân của mình là ông Phạm Nhật Vượng. Hai ông là bạn thân đấy nhá cả nhà nhá. Vâng, hai đại gia đấy ạ. Ông Phạm Nhật Vượng thì ông nổi tiếng bởi vì ông bán lòng yêu nước nên ông phải nổi tiếng và xuất hiện nhiều trước truyền thông. Còn ông Lê Viết Lam thì ông rất ít xuất hiện trước truyền thông. Đó, hai ông này thì cùng đi du học ở bên Ukraine sau khi tốt nghiệp phổ thông. Và ở bên Ukraine thì đã sáng lập ra hãng mì gói Mi Villa. Đó, vâng, và sau này đến năm 2004 thì bán lại Mi Villa cho tập đoàn Nestle với giá gần 1 tỷ đô. Thì sau đó ông Phạm Nhật Vượng về nước trước, còn ông Lê Viết Lam thì vẫn ở bên Ukraine và xây dựng khách sạn đầu tiên trong tập đoàn Sun Group của mình là khách sạn Sun Premier ở thủ đô Kiev. Đó, người ta bảo hai ông này may mắn thôi. Đó, chứ nếu mà năm 2022 mà sang Ukraine lập nghiệp thì chỉ có bỏ mạng bên ấy thôi. Đó, thế nên là hai ông ấy may mắn. Đó, thì năm 2004 thì bán lại Mi Villa cho tập đoàn Nestle thì ông Phạm Nhật Vượng về nước và thành lập tập đoàn Vingroup. Đó, và đến năm 2009 thì ông Sun Group cũng về, ông Lê Việt Nam ông về Việt Nam và thành lập tập đoàn Sun Group. Nên là trên tất cả các điểm du lịch ở Việt Nam mà có sự xuất hiện của hai tập đoàn này thì không có các công trình đối địch nhau mà chỉ có các công trình hỗ trợ nhau để phát triển thôi. Ví dụ lớn nhất là ở đảo Phú Quốc thì Vingroup là ở phía Bắc, đó, Sun Group là ở phía Nam. Đó, đơn giản như vậy đó. Tiếp theo nữa ở Lào Cai thì Vingroup là ở trong thành phố Lào Cai, còn Sun Group là ở trên thị xã Sapa. Ở Hạ Long của chúng ta thì có gì? Vingroup thì là một hòn đảo ở ngoài xa đất liền, còn Sun Group là toàn bộ đường bờ biển. Đó, không bao giờ có sự cạnh tranh lẫn nhau mà đều là chia ra để cùng phát triển du lịch tại mỗi địa phương. Đó, là bởi vì hai ông chủ tịch là hai ông bạn thân với nhau. Đó.
Thì đấy là sơ qua một chút về ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam là chủ tịch của hai tập đoàn lớn. Thực ra thì Vingroup cũng có rất nhiều sự thất bại, nhưng có lẽ quý vị cũng ít để ý tới. Vingroup trước đây có sản xuất điện thoại Bphone, nhưng cũng đã điện thoại của Vingroup nhưng mà cũng không ăn thua và cũng đã phá sản. Tiếp theo nữa là hệ thống siêu thị của Vingroup hiện tại cũng đã bán lại cho một tập đoàn khác. Chúng ta không còn Vinmark ở Việt Nam cả nhà nhé. Ở Việt Nam không còn Vinmark và đã bán lại cho tập đoàn Masan và đổi tên là Winmark. Đó. Thì đó nó cũng là những sự thất bại của Vingroup. Đó, nhưng mà thường là cái gì tốt thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại mà. Đó, nên là quý vị chúng ta cũng ít để ý tới. Còn chúng ta sẽ khách sạn Marina ngay trên đường trung tâm du lịch tại Hạ Long ở đây. Thì trong phòng của quý vị vẫn vậy, chúng ta sẽ có hai chai nước lọc, trà cà phê là miễn phí. Còn đồ khác sẽ là tính phí. Ở khách sạn thì wifi no password. Đó, chúng ta có thể sử dụng wifi và không cần nhập mật khẩu cả nhà nhé. À, tự động vâng. Vô cái nào tổ mật. Dạ vâng ạ, vâng. Và bây giờ đang là 4:52. Thì quý vị nhận phòng xong thì chắc dự kiến khoảng 5 giờ. Thì chúng ta sẽ nghỉ đến 6 giờ, đoàn chúng ta sẽ tập trung tại lễ tân để đi ăn tối cả nhà nhé. Vâng, xin nhắc lại 6 giờ chúng ta sẽ tập trung tại lễ tân để đi ăn tối ạ. Vâng, và chúng ta cũng chỉ ở đây có một đêm thôi, thế nên là đồ nào cần thiết thì quý vị mang xuống. Còn đồ nào không cần thiết mình vẫn có thể để nguyên ở trên xe, hoàn toàn an tâm cả nhà nhá. Nếu mà ngàn sao thì mời cô trải chiếu ra lễ tân ạ. Vâng. Vâng, là đêm nhìn thấy bầu trời là có ngàn sao luôn đấy ạ. Tối nay mà giàu xỉn quá trời. Bây giờ điện về với công ty á. Nói giờ cái tour này đòi ngủ ở cái ngoài đảo gì đó, ngủ trắng á, trắng nữa. Vâng, mai lại không thấy bác nào dậy đi tour. Ok, chúng ta đến khách sạn rồi đây ạ. Vâng, chúng ta sẽ khách sạn Marina ở và ở tầng 1 thì có cà phê Trung Nguyên rất là ngon cả nhà nha. Ơi. Con thấy cái màn hình nó bắt đầu tê tua rồi đấy nha. À, ừ, tội nghiệp quá đây. Khách sạn Marina. Marina Hotel Trung Nguyên. Ở trên kìa. Trời đất ơi, dòm tới ngước trên trời mới thấy khách sạn nè. Thôi quay chi cực khổ quá gì. Trời ơi. Ôi. Ô con cho chế ô chế em mê những cái gì chế thấy không? Cây bưởi. Thấy chưa? Đừng có hái kìa, kìa cây bưởi kìa. Đó. Bây giờ trái mà hái treo vô 1 triệu đi chế. Nè. Đó. Rồi ai muốn lặt trái 1 triệu đó lặt đi. Đó thôi để là 100 đô, chạy 100 đô treo vô. Ô cây bưởi nè bà con ơi. Trời ơi. Cây bưởi thấy tương không? Cửa khách sạn nha, trước cửa hotel Marina, Marina Hotel, Marina Hotel. Ôi bốn trái, bốn trái. Wow, chế chế bưởi đã không chế? Ôi ôi kìa. Đó bây giờ ai hái đi, trái mình hái trái treo vô 100 đô. Mình muốn hái mấy trái hái, có 4 trái 400 đô treo vô. Rồi vô khách sạn đây. Đó vô khách sạn. Đẹp ô thơm hen. Đây vô khách sạn. Đó. Vô đang vô nhận phòng, nhận phòng. Đây. Rồi cho chị xin một ly, cảm ơn em. Cho đi nước trà uống đi. Dạ con gửi cô lầu 12 nha. Lầu 12.
anh Linh ơi. Trong đó cái vali này của ai nè? Có của ai cho cô gửi con? Anh Liêm có bọc mà anh Liêm ơi. Đấy. Lòng, Hiếu ơi. Lòng 12 đi vô lấy phòng. Rồi đi. Của anh số mấy vậy nhớ không anh? Đó, đầu phòng ở đây rồi. Cho vô hộp anh lấy cho vô. Ông dùng từ nghe ông cho vô hộp mà tỏ. Cửa anh vô cửa. Làm phép. Rồi mẹ chịch vô cửa. Mọi vô, welcome, chào cả nhà. Chào cả nhà, cả nhỏ nhà. Rồi để cái cạc vô. Khách sạn này lịch sử hả? Ờ được, đi vô đi anh, vô trước. Biết rồi. Mời anh Liêm đi vô, đó. Bên đây là bồn tắm. Bắt đèn lên. Ủa nó mất tiêu rồi. Ngu quá, dám nói vợ ngu trời. Ngu đâu ngu, ta kém thông minh chút xíu thôi. Chơi nói mày ngu không? Ơi ơi đây, xà bông. Ủa cũng còn xài mấy loại xà bông nhỏ nè. Cái đây còn nè. Wow, bồn tắm đã nha. À, nó liền với bên phòng ngủ. Wow, đẹp gì. Wow. Đó, đây. Ủa, nhảy mũi. À, xì. Ờ, đây bồn tắm, cầu tiêu. Nhìn xuyên ra bên kia thấy nha, như có cái màn mình không muốn thấy mình kéo lại nha bà con. Đó. Rồi đang đi ra nha. Ở đây. Wow, cà phê cappuccino. 3-in-1 đây, ba thứ trộn một rồi đồ ăn sáng ở đây thế nè, menu nè. Đó. Rồi. Đó, anh Liêm đang mở cửa sổ ra coi nha. Đó, hết sảy chưa? Khách sạn Marina Hotel. Rồi, Lan với anh Liêm chắc anh bỏ đồ lên lầu bây giờ chuẩn bị xe là chở mình đi ăn tối nha. Nói chung đi chơi tour thì sướng con cái giống như vợ chồng mình không có cần lo ăn, lo uống hay lo ở gì. Mà 5 đêm á. 5 đêm 6 ngày có 650 rẻ ghê. Ê Hiếu, tao đi bây giờ tao còn quên mấy bữa mấy đêm mấy ngày vậy? Là 6 ngày 5 đêm có 650 rẻ rẻ. Ăn uống nữa nè. Có thằng em phục vụ là như là 7 sao luôn rồi. Phải không Hiếu? Phục vụ 7 sao luôn rồi. Đâu còn mình vui chứ. Ừ không, đẹp, khách sạn cũng đẹp. Kỳ này giống như chị đi lợi thấy nó cái gì cũng good á. Good, cái gì cũng good. Khách sạn đồ vừa ý đẹp lắm. Khách sạn rất là đẹp nha bà con. Mà anh Liêm chạy đâu rồi trời? Rồi chắc đi hút thuốc rồi. Rồi Lan quay sơ cho bà con coi một vòng nha. Đó. Đẹp chưa? Đó, bên trời sắc xinh. Rất là đẹp đấy. Rồi đợi xe bus lại chở đi anh. Bữa nay thằng Hiếu nó đi ăn bụng hư nè. Oh, mấy hello chào cả nhà. Vui nhất là được chở đi ăn nha. Đó. Hello chế, vui hello. Nhất được chở đi ăn. Hi anybody, chế đó ở Canada nha. Rồi giờ tụi Lan được đi ăn tối nay, hẹn nhậu chung với mấy đứa cháu nha. Bà con đón coi clip tới. Bye bye cả nhà, nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Thank you.